về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con, cô rất vui khi lại được đồng hành cùng chúng mình trong bài ngày hôm nay. Trong buổi trước thì chúng ta đã ôn tập về các đại lượng là đơn vị đo thời gian, đơn vị đo khối lượng rồi đúng không? Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng cô ôn tập về các đơn vị đo diện tích. Chúng ta cùng đi vào bài tập đầu tiên là bài tập số 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống. Ở đây chúng ta quan sát là có các đơn vị là mét vuông này, decimét vuông, centimét vuông và km vuông. Đây là đều là các đơn vị đo diện tích đúng không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lần lượt điền vào các chỗ trống nhé. Vậy thì ở đây này, chúng ta cùng nhớ lại kiến thức đã học là các đơn vị đo diện tích này. Thì vậy thì đầu tiên là ở đây là từ mét vuông này, từ đơn vị mét vuông đến decimét vuông và đến cm vuông. Đây, từ đây ra đây thì chúng ta sẽ nhân với 100 đúng không? Và từ decimét vuông ra cm vuông thì chúng ta sẽ nhân với 100. Có nghĩa là cứ hai đơn vị liền kề thì sẽ hơn kém nhau 100 lần. Vậy thì từ mét vuông sang cm vuông thì chúng ta sẽ lấy là 100 nhân với 100 là bằng bao nhiêu nhỉ? 100 nhân với 100 thì chúng ta sẽ thêm hai số 0 đằng sau đúng không nào? Sẽ là 10.000. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ điền được ô trống, hai ô trống đầu tiên luôn. 1 mét vuông thì bằng bao nhiêu cm vuông nhỉ? Bằng 1 mét vuông thì bằng 100 dm vuông. Vậy thì ở đây này, 1 mét vuông đổi ra cm vuông thì mình vừa mới đổi xong là bằng 10.000 cm vuông nhé. 10.000 cm vuông. Tiếp theo là 1 km vuông thì bằng bao nhiêu mét vuông? Cái này thì chúng ta đã học ở bài km vuông là ở chương 3 rồi đúng không? Thì 1 km vuông thì bằng 1 triệu mét vuông. Và ở đây 1 triệu thì có tất cả là 6 số 0. Cuối cùng là 1 dm vuông thì bằng bao nhiêu cm vuông? Đây, hai đơn vị liền kề thì sẽ hơn kém nhau 100 lần. Vậy thì 1 dm vuông sẽ là bằng 100 cm vuông. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 2. Nội dung của bài tập số 2 là viết số tích hợp vào chỗ chấm. Ở đây chúng ta quan sát đều là đổi các đơn vị đo diện tích đúng không nào? Vậy thì ở bài 1 chúng ta đã ôn lại là cách đổi từ mét vuông này sang decimét vuông rồi sang cm vuông. Và từ km vuông sang mét vuông chúng ta đã học ở chương 3 đúng không nào? Rồi, bây giờ ở bài tập 2 này thì có khác một chút xíu. Có nghĩa là ở đây là từ mét vuông sang cm vuông thì chúng ta sẽ nhân với bao nhiêu nhỉ? Nhân với 10.000 đúng không? Vậy thì ở đây là 15 mà nhân với 10.000 là bằng 150.000. Rồi, tiếp theo chúng ta quan sát là ở đây là từ mét vuông sang decimét vuông thì chúng ta sẽ nhân với bao nhiêu nhỉ? Nhân với 100 đúng không? Vậy thì ở đây này là 1 phần 10 mà nhân với 100, có nghĩa là bằng 100 mà chia cho 10 là bằng 10 đúng không nào? 100 chia cho 10 thì mình bỏ đi một số 0. Tiếp theo là từ mét vuông sang decimét vuông. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ nhân với 100 đúng không? Thì ở đây là 103 mà nhân với 100 thì sẽ là bằng 10.300. Rồi, tiếp theo decimét vuông sang cm vuông là đây, chúng ta sẽ nhân với 100 đúng không nào? 100 nhân với 1 phần 10 có nghĩa là bằng 100 chia cho 10. 100 chia cho 10 thì bằng 10. Rồi, tiếp theo ở đây là từ decimét vuông sang cm vuông thì nhân với 100. Tức là ở đây là 2110 mà nhân với 100 thì chúng ta sẽ thêm hai số 0 ở đằng sau đúng không? Là 211.000. Đúng không nào? Rồi, thêm hai số 0 ở bên phải số này thôi.
Và ở đây là 1 phần 10 mét vuông đổi sang cm vuông này. Nào, từ mét vuông sang cm vuông thì chúng ta áp dụng luôn bài 1 này là nhân với 10.000. Vậy thì ở đây này là 10.000 mà nhân với 1 phần 10, có nghĩa là mình sẽ bỏ đi một số 0 là bằng 1.000. Rồi, đến đây là chúng ta đã xong câu A và câu B ở trang bên cạnh. Câu B ở đây chúng ta quan sát nhé. Rồi, câu B thì ở đây là cô đã viết ra ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ lần lượt điền vào chỗ trống. Đây là 500 cm vuông đổi sang decimet vuông. Nào, thì bây giờ là từ decimet vuông sang cm vuông thì chúng ta sẽ nhân với 100 đúng không? Vậy thì ngược lại từ cm vuông mà sang decimet vuông thì chúng ta sẽ chia cho 100. Rồi, đây thì 500 mà chia cho 100 thì chúng ta sẽ bỏ đi hai số 0 ở bên phải, tức là ở đây là bằng 5 decimet vuông. Tiếp theo từ cm vuông sang decimet vuông thì lại tiếp tục là cũng là chia cho 100 đúng không? Vậy thì ở đây là 1 mà chia cho 100, tức là 1 phần 100. Rồi. Tiếp theo là ở đây là 1.300 decimet vuông sang mét vuông. Thì ở đây là 1 mét vuông thì bằng 100 decimet vuông. Vậy thì ngược lại, từ decimet vuông sang mét vuông thì chúng ta sẽ chia cho 100. Chia cho 100 vậy thì ở đây chúng ta sẽ bỏ đi hai số 0 cuối cùng này. Vậy thì chúng ta sẽ được 13 mét vuông, được chưa nào? Rồi, đây từ decimet vuông sang mét vuông thì chúng ta sẽ chia cho 100 thôi. Chia cho 100 thì ở đây chúng ta sẽ được là 1 phần 100. Tiếp theo là từ cm vuông này sang mét vuông. Rồi, bây giờ chúng ta vừa nhắc đến là cách đổi từ mét vuông này sang cm vuông là nhân với 10.000. Vậy thì ngược lại từ cm vuông mà sang mét vuông thì chúng ta sẽ chia cho 10.000. Vậy thì kết quả của chúng ta ở đây là bao nhiêu nhỉ? Chia cho 10.000 thì mình sẽ bỏ đi 4 số 0 đúng không? Đây, đây là 60.000 mà chia cho 10.000 là bằng 6. Rồi, và ở đây từ cm vuông sang mét vuông thì chia cho 10.000, tức là 1 phần 10.000. Rồi, đơn giản thôi phải không nào? Xong câu B rồi, tiếp theo là câu C. Câu C thì ở đây này, chúng ta quan sát là đây là mét vuông này, đây là decimet vuông, đổi sang decimet vuông. Vậy thì ở đây này, chúng ta sẽ đổi đơn vị mét vuông này sang decimet vuông, xong rồi cộng hai kết quả này với nhau nhé. Vậy thì ở đây này, 5 mét vuông thì bằng bao nhiêu decimet vuông nhỉ? 5 mét vuông là bằng 500 decimet vuông, cộng thêm với 9 nữa là bằng 509. Rồi, tiếp theo là từ decimet vuông mà sang mét vuông thì chúng ta sẽ chia cho 100, tức là ở đây là đổi thì chúng ta sẽ lấy 700 mà chia cho 100 là bằng 7. Rồi, đây là đơn vị mét vuông này, cm vuông, chúng ta cần đổi ra cm vuông. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ việc là đổi sang từ mét vuông sang cm vuông, xong rồi chúng ta cộng hai kết quả với nhau đúng không nào? 1 mét vuông thì bằng 10.000 cm vuông. Vậy thì 8 mét vuông thì chúng ta sẽ nhân lên 8 đúng không nào? Tức là ở đây là chúng ta sẽ bằng 80.000 cm vuông cộng với 50 nữa là bằng 80.050 cm vuông. Và cuối cùng là đổi từ cm vuông mà sang mét vuông thì chúng ta sẽ chia cho 10.000. Tức là ở đây là 50.000 mà chia cho 10.000 thì sẽ được kết quả là 5. Rồi. Chúng ta đến đây chúng ta đã xong bài tập số 2 rồi nhé. Bây giờ các con là những bài tập này, bài tập số 2 này là áp dụng của bài tập số 1 thôi. Có nghĩa là ở đây là đổi các đơn vị cơ bản là ở đây này, mét vuông này, decimet vuông và cm vuông. Còn đơn vị km vuông thì 1 km vuông là bằng 1 triệu mét vuông. Các con nhớ chưa nào? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập thứ 3. Nội dung của bài tập này là yêu cầu điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc là dấu bằng vào chỗ chấm.
Thì ở đây chúng ta quan sát này, để so sánh được thì chúng ta cần phải đưa chúng về cùng đơn vị đo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi về cùng đơn vị đo nhá. Đầu tiên này, 2 mét vuông 5 decimet vuông thì chúng ta sẽ đổi về cùng đơn vị decimet vuông để so sánh, được chưa nào? Rồi, bây giờ đây nhá. 2 mét vuông thì sẽ là bằng bằng 200 decimet vuông đúng không? 200 mà cộng với 5 tức là bằng 205 decimet vuông. 200 bên bên này là 205 decimet vuông này, còn bên này là 25 decimet vuông. Vậy thì chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn. Rồi, tiếp theo này là ở đây đơn vị ở đây là có mét vuông này, decimet vuông và đây là mét vuông. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ưu tiên đổi về đơn vị nhỏ hơn đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ đổi cả hai bên này về cùng đơn vị decimet vuông luôn. 3 decimet vuông 90, à cô xin lỗi nhé, 3 mét vuông, 3 mét vuông và 99 decimet vuông. Cái này mình sẽ đổi ra ngoài nháp xong rồi mình sẽ điền vào vào phiếu nhé. Vậy thì ở đây đổi ra đơn vị là decimet vuông thì ở đây là 3 mét vuông tức là bằng 300 decimet vuông cộng với 99 decimet vuông. Rồi, thì ở đây hai ta thực hiện phép tính này thì bằng 399 decimet vuông. Còn ở đây là 4 mét vuông, 4 mét vuông thì đổi ra decimet vuông là bằng 400 decimet vuông. Vậy thì bên trái này là 399, còn bên phải này là 400. Vậy thì chúng ta sẽ điền dấu bé hơn. Được chưa nào? Tiếp theo ở đây này, ở đây chúng ta quan sát là có đơn vị này, decimet vuông này, cm vuông và đây là cm vuông. Vậy thì chúng ta sẽ đổi về đơn vị là cm vuông. Ở đây chúng ta sẽ đổi là 3 decimet vuông 5 cm vuông, đổi ra đơn vị cm vuông. Vậy thì ở đây này là 3 decimet vuông thì bằng 300 cm vuông cộng với 5 cm vuông tức là bằng 305 cm vuông. Rồi, đây là 305 và bên này cũng là 305. Vậy thì chúng ta sẽ điền dấu dấu bằng. Và cuối cùng ở đây là chúng ta nhìn thấy này, đây là mét vuông và đây là decimet vuông. Vậy thì chúng ta sẽ đổi sang đơn vị decimet vuông. Tức là chúng ta sẽ nhân với 100. Nhân với 100 thì chúng ta sẽ thêm hai số 0 ở bên phải số 65 này, tức là 6.500. Vậy thì hai bên này sẽ là bằng nhau, ta điền dấu dấu bằng. Được chưa? Đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 3. Sau đây là bài tập cuối cùng của ngày hôm nay, một bài tập có lời giải. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 64 m và chiều rộng là 25 m. Trung bình cứ 1 m² ruộng đó thì thu hoạch được 1/2 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? Vậy thì ở đây chúng ta quan sát này, đây là thửa ruộng này hình chữ nhật có chiều dài và có chiều rộng rồi đúng không? Vậy thì chúng ta dễ dàng tìm được là diện tích của thửa ruộng thì sẽ là bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Tiếp theo là số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng thì chúng ta sẽ lấy số thóc thu hoạch trên 1 mét vuông nhân với diện tích của thửa ruộng. Vậy thì ở đây là sau khi tính được thì chúng ta sẽ ra đơn vị là kg và sau đó thì chúng ta sẽ đổi từ kg sang tạ thì chúng ta sẽ tính được là trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Bài 4. Bài giải này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tính diện tích của thửa ruộng. Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là, rồi chúng ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng là 64 mà nhân với 25.
Ở đây là phép nhân 2, nhân số có hai chữ số ta đặt ra ngoài nháp nhé. 64 mà nhân với 25 này. Chúng ta sẽ lấy 5 nhân với 4 là bằng 20, viết 0 nhớ 2. 5 nhân với 6 là 30, 30 nhớ 2 là 32. Tiếp đến là chúng ta lấy tích riêng thứ hai thì chúng ta sẽ lùi vào một cột so với tích riêng thứ nhất là 2 nhân với 4 là bằng 8 này. 2 nhân với 6 là bằng 12. Rồi, vậy thì ở đây hạ 0 này. 2 cộng 8 là bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5 nhớ 1 là 6 và hạ 1. Ở đây chúng ta được là 1600. Rồi, tiếp theo thì ở đây là 1600 và đơn vị của chúng ta là mét vuông. Rồi, sau khi tính được là diện tích của thửa ruộng xong thì chúng ta sẽ đi tìm là số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó. Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là chúng ta sẽ lấy là 1600 này nhân với 1 phần 2, tức là số thóc thu hoạch trên 1 mét vuông. Thì ở đây là 1600 mà nhân với 1 phần 2, tức là 1600 mà chia cho 2. Chia cho 2 thì ở đây là bằng 800. Đơn vị là kg và chúng ta còn một bước là đổi từ kg sang tạ. 8 kg đổi sang tạ đúng không? Vậy thì từ tạ sang kg thì chúng ta sẽ nhân với 100 đúng không? Vậy thì từ kg sang tạ thì chúng ta sẽ chia cho 100, tức là bằng 8 tạ. Và ở đây chúng ta đáp số là 8 tạ. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Về nhà các con có thể tìm thêm những bài tập tương tự về cách đổi đơn vị đo diện tích cũng như là cách giải các bài toán liên quan đến ôn tập về đại lượng. Tổng hợp luôn là cả đơn vị đo thời gian này, đơn vị đo diện tích này, rồi đơn vị đo khối lượng luôn nha. Hẹn gặp lại các con vào các buổi học sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.